sẵn luôn em ơi. Thôi đã, đã, lên đây đã. Lên đây phía cả đi rồi, lên đây chạy xe nó luôn. Thôi bây giờ mình... Ai đừng tái cuộc. Ai cuộc không được, quay đây. Ok, không sao đâu. Không thích mà. Hả? Không sao, không sao. Em tên gì? Bin. Hả? Bin. Bin hả? Em nay bên đây mấy tuổi rồi? Một tuổi hả? Em có đi học lớp nào chưa? Có học mẫu giáo không mà ở đây mấy cô dạy không mà? Sao không cho nó mặc áo á? Mặc áo trời lạnh nên nó mặc áo nó lạnh không? Đây hết có kiểu này không đó hả? Sinh đôi nhiều quá hả? Hai cặp sinh đôi. Đâu cặp sinh đôi? Rồi bước vô, đứa nào hết xong bước vô chị cho tắm. Không, không có leo leo té. Có xem mấy đứa bé mà nó đi thi thách thức chân hài mấy đứa mù coi không? Để coi có ở không đâu mà coi từ sáng. Ồ, mấy đứa bé nó có 4 tuổi, 5 tuổi nó đi đột giải được 100 triệu với vô la 150 triệu rồi thi. Nghe người này người kia lại nói chứ có coi đâu. Có tiền phun chứ. Sao không lại hết luôn vậy? Sao không lại hết luôn? Đi theo. Bà cũng là đang hớt nữa ha bà, đừng hớt luôn hả, miễn phí luôn hả bà? Ừ. Dọc mẹ con, bắt tay rồi con. Cô này cũng ở gần đây đó. Có đôi lời gì chia sẻ, con chia sẻ cho con này. Nãy bà thấy ảnh xuống là bà biết anh xuống hớt cho bà đó hả? Là bà là hớt đây lâu nào, hớt thường cho bà luôn. Bà ở trong cái khu này luôn hay sao bà? Trong xóm gần đây ha. Hàng tháng anh đều xuống đây hớt cho bà luôn hả?
tại vì mỗi lần hết nghe chung một đồ mùng ba cái dài chia ra chờ rậm. Bà thấy anh hết đẹp không? Bà phái đưa đầu cho anh hết vậy? Đẹp xấu gì tại tình ý cũng hết cả chứ. Vậy hả? Vậy hả? Già rồi đâu cần phải đẹp đúng không? À, gọn gàng là được đúng không? Chứ quay đẹp thì ra mày tiệm đâu làm đẹp chứ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 67. 67 rồi không? Long Đạt nay nhiêu tuổi Long Đạt? 24 hả? Chụp hình đăng ảnh quá ha. Tập gym hả? Tập gym hả? Không, em tập tạ mà. Tập dài tập đi mà. Hết tóc lâu chưa Đạt? Cũng lâu rồi, cũng gần năm rồi. Gần năm hả? Thấy hết lâu rồi mà, thấy thấy đang hình lâu mà. Thì cô. Em bé bị bệnh hả? Gì hả? Bị chất độc da cam hả? Em bị chất độc da cam hả? Rồi em nhận vô đây, em ở chung với bạn này lâu chưa? Lâu lắm rồi. Dạ. Mẹ nó ỉa nó không chịu kêu. Dạ. Hả? Nói người ta nói gì hả? Hả? Nói người ta hồi giết mình. Đâu mà đi đâu được. Hồi tiếng rồi đó. Hồi giết bài rồi.